Hello cả nhà. Ở clip này em Trinh sẽ mang đến cả nhà dòng xe tay ga nha mọi người. Ở đây thì Trinh có AB125 với lại VAU125. AB là dòng xe trong nước của Honda Việt Nam sản xuất nha. Bên Trinh nhập về và lên màu sơn 3D để theo nhu cầu khách hàng là thích màu sơn 3D hơn thì bên Trinh lên màu sơn nó bắt mắt hơn và đẹp hơn để cho mấy anh chị có nhiều sự lựa chọn nha. Đối với dòng AB125 hiện tại bên Trinh đang bán ra với giá là từ 39.500.000 đồng nha cả nhà. Mấy anh chị có liên hệ trước với em Trinh sẽ được hỗ trợ giảm 2 triệu nha. Rồi tiếp theo là Vario 125. Vario 125 này là bên Trinh nhập nguyên chiếc tiện đô về nha mọi người. Bên Trinh nhập về nguyên chiếc xong rồi sẽ tháo áo ra lên màu sơn 3D cho mấy anh chị nha. Tất cả các màu sơn 3D bên Trinh đều được bảo hành và sẽ hỗ trợ đổi màu cà vạt hợp lệ cho mấy anh chị chạy ha. Vario hiện tại giá dao động từ 37 triệu cho tới 42 triệu tùy theo phiên bản, tùy theo màu. Nhưng mấy anh chị có liên hệ đặt lịch trước với em Trinh sẽ được hỗ trợ giảm 2 triệu nha, tất cả dòng xe luôn. Đó, cả nhà quan sát nha. Một dòng xe tay ga rất đáng để mua này mọi người ơi. Đó, chị nếu mà mua gốc chỉ từ 4 triệu rước xe về rồi nha cả nhà ơi. Cả trước 30% Trinh hỗ trợ nhà cả về gốc nha. Mấy anh chị nào mà ở xa không lên cửa hàng được á, inbox Zalo cho em ship xe về nha. Bên em hiện tại đang hỗ trợ ship xe toàn quốc luôn á mấy anh chị, đối với những khách hàng mua tiền mặt ha. Còn nếu mà mấy anh chị nào mà ở gần khu vực Bình Dương á thì tới ngay khu du lịch Đại Nam alo Trinh ra rước nha, Trinh hỗ trợ chi phí xăng xe lại. Còn không thì cứ chạy theo cái vị trí Trinh gửi em mấy anh chị. Rồi cần em hỗ trợ tư vấn gì thì nhắn tin Zalo cho em nha. Bye bye.